Xin được chào đón tất cả quý vị cùng quay trở lại với chương trình Món Chay. Thưa quý vị, có thể nói là nấm là một trong những nguyên liệu không thể thiếu trong mọi món chay, bởi vì là nấm cung cấp cho chúng ta chất đạm và cũng như là rất nhiều khoáng chất, và nấm bào ngư cũng không là ngoại lệ. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị đó chính là một sự kết hợp giữa nấm và một cách thức chế biến, đó chính là cháo bào ngư vô cùng hấp dẫn. Và xin được gửi lời chào cùng Cẩm Vân ạ. Chào Minh Trí. Các bạn có thích ăn cháo không? Sẽ có nhiều người nói rằng không thích. Bởi vì thực chất ra không phải ai cũng thích ăn cháo. Nhưng mà các bạn có biết không, cháo thực chất lại là một món rất dễ ăn. Không phải dễ ăn vì cháo loãng, cháo mềm, mà kể cả những lúc trời nắng, trời mưa, người nhất là những lúc trời người mình cảm thấy mệt mỏi, thì thực chất là mình ăn một chén cháo sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Và hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn làm một món cháo, đó là món cháo bào ngư. Để thực hiện được món cháo nấm bào ngư, chúng ta cần các nguyên vật liệu như sau: nấm bào ngư, nấm cây và cà rốt. Dĩ nhiên chúng ta cần phải có một nồi cháo nấu sẵn. Nồi cháo này chúng ta sẽ phải nấu thật là loãng. Với nấm bào ngư thì chúng ta sẽ xé sợi. Xé sợi và chúng ta xé nhỏ chứ không phải chúng ta xé miếng lớn. Với nấm cây thì chúng ta cắt thành những cái hạt lựu bé thế này. Bây giờ tôi sẽ cắt cà rốt. Mình chắc là thái nhỏ luôn hả cô hả? Cà rốt mình cũng sẽ cắt hạt lựu. Cà rốt thì chỉ là ít thôi, để điểm tô vào trong cái tô cháo cho nó hơi có màu đỏ đỏ đấy mà. Chứ không phải là nguyên vật liệu chính. Khi mà nấu cháo thì con để ý nha cô, có một số người là pha thêm một xíu nếp để cho là cháo ngon hơn. Vậy thì với món cháo bào ngư của mình thì có cần pha thêm nếp không ạ? Nếu mà chúng ta dùng gạo dẻo thì chúng ta không cần pha nếp nữa. Tại vì nếu mà cháo mà pha nếp thì nhiều khi nó dẻo quá. Con cũng thấy là cũng có một số nơi đó chính là sử dụng gạo sau khi rang thì mới nấu cháo. Có rất là nhiều cách nấu cháo và có rất nhiều món cháo. Sau này chúng ta sẽ có những món cháo mà trước khi nấu chúng ta phải rang gạo. Cũng sẽ dính đến nấm bào ngư, nhưng mà không phải là món cháo ngày hôm nay. Thì cháo các bạn nấu, các bạn muốn cho nhanh nhừ và nó ngon, có một độ dẻo nhất định, thì các bạn nên dùng, thứ nhất là phải là gạo dẻo. Thứ hai là khi cho gạo vào trong nồi, chúng ta đổ nước vào thì nước chỉ trên gạo khoảng 1 đến 2 lóng tay. Chúng ta nấu cho cháo thật sôi lên, tức là gạo nó sôi lên, chúng ta bắt đầu giảm nhỏ lửa. Và chúng ta cứ gạo nở lên thì chúng ta lại châm thêm nước. Và một lần châm như thế chỉ trên cái phần cháo đang có trong nồi 1 lóng tay. Cứ tiếp tục như vậy và nhừ nhiều hay ít, hạt gạo nở nhiều hay ít là do ý thích của từng người. Riêng đối với lại món cháo nấm bào ngư thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải nấu cháo thật nhừ mới ngon. Đây là chén cháo tôi đã nấu sẵn. Và muốn để nấu được nồi cháo như thế này thì các bạn có lẽ là phải sử dụng thời gian từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Đây này, hạt gạo này. Hạt gạo nhừ mà nở nhưng mà nó không phải thành bột giống như là chúng ta nấu cháo cho trẻ con ăn đâu. Nhưng mà nhất định là phải nhừ thì món này mới ngon. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm nóng nồi cháo lên. Các bạn nhớ để nhỏ lửa. Trước hết chúng ta cho cà rốt. Sau đấy chúng ta cho nấm cây đã được cắt hột lựu. Các bạn quấy đều. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ nêm gia vị. Gia vị nêm ở đây sẽ chỉ gồm có hai loại gia vị, đó là hạt nêm và đường. Với món cháo bào ngư thì mình sẽ nấu đặc hay là nấu vừa lọ? Mình nấu vừa ăn thôi. Bởi vì nấm đã có vị ngọt rồi cho nên ở đây tôi cho đường rất là ít. Bây giờ nấm bào ngư đã xé sợi nhỏ như thế này, chúng ta thả vào trong nồi cháo. Và như vậy Minh Trí thấy không, nếu chúng ta đã có sẵn cháo này, rồi chúng ta lại có sẵn nấm này, phải không? Thì việc nấu một nồi cháo lại rất là nhanh. Chưa tới 5 phút luôn. Chưa tới 5 phút luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái tô cháo như thế nào. Sau khi
cho nấm bào ngư vào thì cháo nóng nhé, nấm bào ngư chín rất là nhanh. Chúng ta sẽ tắt bếp. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị, cái này mình không nên ăn vào trong tô, dọn ra vào tô thì sẽ không đẹp. Chúng ta sẽ múc vào trong một cái thố đất. Thố đất nó sẽ có tác dụng giữ nhiệt đúng không cô? Đúng rồi, giữ nhiệt. Mình có thể dọn cho mỗi người một thố nhỏ nhỏ. Hiện nay trên thị trường có những cái thố đất nhỏ xinh dễ thương lắm. Rồi. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị nào. Đây là bò rô. Chúng ta sẽ rắc một tí bò rô lên. Đặc biệt là món cháo này phải có một ít gừng. Tăng độ thơm cô. Tăng độ thơm. Và bây giờ chúng ta sẽ rắc một ít ngò. Nếu các bạn thích ăn tiêu thì chúng ta có thể sử dụng một ít tiêu, không có vấn đề gì. Thế là chúng ta đã xong một tô cháo nấm bào ngư. Rất là ngon. Bây giờ mình chỉ thử nhá. Nghe giờ thì con sẽ trùng thử và chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả là khi mà chúng ta cảm giác là nếm cháo bào ngư sẽ ngon như thế nào nha. Một xíu xíu. Một xí gừng. Rồi, con xin phép cô Vân và cũng như tất cả quý vị khán giả. Rất là thơm ạ. Cô vẫn chưa cảm nhận được, chắc là phải ăn hết cái thố cháo này cô ạ. Thưa quý vị, khi mà chúng ta ăn một miếng cháo này vào thì thấy là vị ngọt của gạo nè, hòa quyện cùng với là vị sực sực của nấm bào ngư, rất là thơm của gừng và cũng như là các gia vị nêm nữa, rất là ngon. Và bây giờ còn chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt tay vào để thực hiện một tô cháo nấm bào ngư. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Xin chào.